Từ khi con người lần đầu ngước nhìn bầu trời, ánh sáng và bóng tối đã trở thành hai thái cực thống trị trí tưởng tượng của chúng ta. Ánh sáng mang đến hy vọng, tri thức, là ngọn hải đăng giúp chúng ta định hình thế giới. Trong khi đó, bóng tối lại nuốt chửng mỗi câu hỏi không lời đáp, kích thích sự tò mò và nỗi sợ hãi về điều chưa biết. Nhưng ngay cả với tất cả ánh sáng của khoa học hiện đại, vẫn có những giới hạn mà bóng tối luôn ngủ trị. Và một trong những nơi tối tăm nhất nằm ngay tại rìa của vũ trụ quan sát được. Với những kính thiên văn như James Webb, tầm mắt của nhân loại đã chạm đến những khoảng không gian xa xôi nhất. Nhưng ở đó, ngay tại ranh giới này, ánh sáng, sứ giả của thông tin, không còn đủ sức mạnh để vượt qua. Phía bên kia, rìa của vũ trụ là một khoảng không hoàn toàn cách ly với chúng ta. Không có bất cứ điều gì, kể cả ánh sáng, cũng không thể đến được đây. Nó được coi là bức màn cuối cùng của vũ trụ, một rào cản ngăn cách điều chúng ta có thể biết và những điều sẽ mãi mãi nằm sâu trong bóng tối bí ẩn. Năm 2008, các nhà khoa học phát hiện ra một hiện tượng đáng kinh ngạc. Hàng trăm cụm thiên hà khổng lồ, mỗi cụm chứa hàng nghìn tỷ ngôi sao, đang di chuyển về phía một vùng bí ẩn bên ngoài rìa vũ trụ. Tốc độ của chúng nhanh đến mức vượt ngoài sự giải thích của các định luật vật lý hiện tại. Một lực hấp dẫn vô hình nào đó, như bàn tay của một thế lực khổng lồ, dường như đang kéo chúng về một phía. Hiện tượng này được đặt tên là dòng chảy tới, Dark Flow, một khám phá khiến các nhà khoa học đặt ra hàng loạt câu hỏi gây tranh cãi. Có gì ở bên ngoài vũ trụ quan sát được? Liệu đó là dấu vết của một cấu trúc siêu lớn chưa từng được biết đến? Hay thậm chí là bằng chứng cho sự tồn tại của một vũ trụ khác, nơi các quy luật vật lý mà chúng ta biết không còn hiệu lực? Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện ly kỳ đằng sau dòng chảy tối, Dark Flow, và những bí mật mà nó có thể hé lộ về rìa cuối cùng của vũ trụ. Liệu chúng ta có thể nhìn xuyên qua bóng tối, hay phải chấp nhận rằng một số điều sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm hiểu biết? Hãy cùng nhau bước vào hành trình thú vị này. Từ năm 2001, NASA đã phóng tàu thăm dò Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, để lập bản đồ bức xạ nền vị sóng vũ trụ, CMB, tiếng vọng còn lại từ thời điểm sơ khai của vụ nổ lớn. Đây là một loại ánh sáng cổ đại, lan tỏa khắp không gian, mang theo những manh mối quý giá về nguồn gốc và cấu trúc của vũ trụ. Bản đồ chi tiết của CMB, hoàn thành vào năm 2010, giúp các nhà khoa học trả lời những câu hỏi lớn như: vũ trụ phẳng đến mức nào? Tỷ lệ vật chất tới, năng lượng tối và vật chất thông thường trong vũ trụ ra sao? Giữa những người háo hức chờ đợi dữ liệu từ WMAP, Alexander Kaslinsky, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Không gian Goddard của NASA, đã dẫn đầu một nhóm khoa học để phân tích chuyển động của các cụm thiên hà dựa trên bản đồ này. Để thực hiện nhiệm vụ, họ sử dụng một kỹ thuật tiên tiến dựa trên hiệu ứng Sunyaev-Zeldovich đồng học, KSZ. Hiệu ứng này dựa trên nguyên tắc, khi bức xạ nền vị sóng đi qua một cụm thiên hà năng lượng cao, nó sẽ hấp thụ một lượng nhỏ năng lượng từ cụm đó, tạo ra một sự thay đổi rất nhỏ nhưng có thể đo lường được trong dữ liệu. Với hơn 1.000 cụm thiên hà được phân tích, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một hiện tượng đầy bất ngờ. Các cụm thiên hà này, trải dài hơn 2,5 tỷ năm ánh sáng, đang di chuyển với tốc độ từ 600 đến 1.000 km/giây theo hướng chòm sao Centaurus và Hydra. Đây là tốc độ không thể giải thích được bằng các mô hình vật lý hiện tại. Đáng kinh ngạc hơn, không có vật thể hay nguồn lực hấp dẫn nào mà chúng ta biết ở khu vực đó có thể giải thích chuyển động này. Hiện tượng này được đặt tên là dòng chảy tối, Dark Flow. Nó gợi ý về sự tồn tại của một nguồn khối lượng khổng lồ, hoặc có thể là nhiều nguồn nằm ngoài rìa của vũ trụ quan sát được. Nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra khi mọi thứ bên ngoài ranh giới của vũ trụ không thể tương tác với chúng ta? Thông thường, khi không gian giãn nở nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bất kỳ điểm nào bên ngoài ranh giới đó đều không thể có ảnh hưởng nhân quả đến chúng ta, kể cả lực hấp dẫn. Nhưng dòng chảy tối dường như mâu thuẫn với nguyên tắc này. Có thể, những cụm thiên hà bị kéo bởi một sức mạnh từng tồn tại khi vũ trụ còn rất trẻ, trước khi sự giãn nở cách ly hoàn toàn những khu vực xa xôi này. Khám phá này không chỉ làm rung chuyển vũ trụ học hiện đại, mà còn đặt ra câu hỏi lớn. Liệu ngoài kia, bên ngoài rìa mà chúng ta không thể nhìn thấy, có tồn tại một vũ trụ khác, nơi quy luật vật lý của chúng ta không được áp dụng? Hay đó là một cấu trúc khổng lồ thuộc về chính vũ trụ này, nhưng nằm ngoài tầm với của ánh sáng và thời gian? Nếu bạn muốn hiểu thêm về sự giãn nở vũ trụ dẫn đến sự cô lập nhân quả này, hãy xem video Mọi thứ trong vũ trụ đang đi về đâu và video Điều cuối cùng xảy ra trong vũ trụ trong liên kết bên dưới hoặc phần gợi ý cuối video để tìm hiểu rõ hơn. Quay trở lại với nội dung hôm nay. Để hiểu Dark Flow, dòng chảy tới, chúng ta cần quay ngược lại một thời kỳ đặc biệt của vũ trụ được gọi là lạm phát vũ trụ. Đây là một giai đoạn mở rộng cực nhanh xảy ra ngay sau vụ nổ lớn,
được đưa ra nhằm giải quyết một vấn đề lớn trong vũ trụ học, vấn đề chân trời. Hãy tưởng tượng bạn nhìn sang hai đầu đối diện của vũ trụ. Những vùng xa xôi này không hề có cơ hội tiếp xúc hoặc trao đổi thông tin với nhau vì khoảng cách giữa chúng quá lớn. Vậy tại sao chúng lại giống nhau về nhiệt độ và cấu trúc? Các nhà vật lý học vào những năm 1970 đã đau đầu về điều này, cho đến khi Alan Guth, một nhà vật lý người Mỹ, đưa ra một ý tưởng táo bạo. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, vũ trụ đã mở rộng nhanh đến mức mọi thứ vốn từng tương tác với nhau bị kéo giãn ra xa nhau một cách chóng mặt. Theo lý thuyết này, ngay sau vụ nổ lớn, vũ trụ chỉ tồn tại dưới dạng một khối cục nhỏ nhưng lại cân bằng hoàn hảo, như nước được khuấy đều. Để giải thích sự đồng nhất quan sát được như ngày nay, cần một giai đoạn mở rộng nhanh chóng, trong đó không gian đã tăng kích thước nhỏ như một nguyên tử đến kích thước tương đương cả thiên hà Milky Way chỉ trong 10 mũ âm 33 giây. Sự giãn nở đáng kinh ngạc này, mặc dù rất ngắn, đã khiến vũ trụ trông đồng nhất và phẳng đến mức kinh ngạc như ngày nay. Nhưng điều này liên quan gì đến Dark Flow? Theo một lý thuyết gây tranh cãi, trước khi lạm phát vũ trụ xảy ra, có thể tồn tại một vùng cực kỳ đậm đặc với khối lượng khổng lồ ở đâu đó trong vũ trụ lớn hơn mà chúng ta chưa quan sát được. Vùng khối lượng này đã tác động lực hấp dẫn lên khu vực nhỏ bé của vũ trụ, khu vực mà chúng ta có thể thấy ngày nay. Khi lạm phát xảy ra, vùng khối lượng đậm đặc đó bị đẩy ra xa ngoài phạm vi mà chúng ta có thể quan sát. Tuy nhiên, tác động hấp dẫn của nó vẫn để lại dấu ấn. Trước khi bị tách rời, các cụm thiên hà trong vùng quan sát có thể đã bắt đầu chuyển động theo hướng của khối lượng này. Dù tương tác đã bị cắt đứt, quán tính vẫn khiến chúng tiếp tục di chuyển theo hướng đó, tạo thành hiện tượng mà chúng ta gọi là Dark Flow. Lý thuyết này, dù thú vị, nhưng lại đặt ra hai vấn đề lớn. Thứ nhất, sự tồn tại của một khối lượng lớn ngoài chân trời vũ trụ mâu thuẫn với nguyên lý rằng vũ trụ phải đồng nhất. Nếu thực sự có một vùng khối lượng tập trung khổng lồ như vậy ngoài vùng quan sát, thì tại sao phần vũ trụ mà chúng ta thấy lại có vẻ bằng phẳng và đồng nhất đến vậy? Thứ hai, tính đẳng hướng của vũ trụ bị thách thức, bởi theo các quan sát hiện tại, mọi chuyển động lớn trong vũ trụ thường sẽ tự triệt tiêu nhau, giúp vũ trụ không có hướng ưu tiên và trông như nhau ở mọi hướng. Thế nhưng, Dark Flow lại chỉ ra rằng có một hướng ưu tiên trong chuyển động. Điều này đi ngược lại các mô hình vũ trụ học chuẩn. Nếu Dark Flow là thật, nó không chỉ làm lung lay ý tưởng về sự đồng nhất của vũ trụ, mà còn buộc chúng ta phải đánh giá lại cách vũ trụ được hình thành và liệu lạm phát vũ trụ có thực sự giải thích được mọi thứ mà chúng ta quan sát hay không. Dark Flow không chỉ là một bí ẩn. Nó đặt ra những thách thức lớn đối với hiểu biết hiện tại của chúng ta và có thể là chìa khóa để giải mã những câu hỏi sâu xa hơn về bản chất thực sự của không gian và thời gian. Một trong những lý do khiến Dark Flow trở thành một chủ đề gây tranh cãi là sự không chắc chắn về việc liệu hiện tượng này có thực sự tồn tại hay không. Ban đầu, nhóm các nhà khoa học của NASA, dẫn đầu bởi Kaslinsky, tin rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về Dark Flow. Dựa trên dữ liệu từ vệ tinh WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, họ quan sát thấy dấu hiệu cho thấy một lực kéo mạnh mẽ đang đẩy các cụm thiên hà về cùng một hướng. Điều này ám chỉ sự tồn tại của một lực hấp dẫn khổng lồ nhưng không thể nhìn thấy, có lẽ đến từ một khối lượng bí ẩn nằm ngoài tầm quan sát của chúng ta. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của ESA, cơ quan vũ trụ châu Âu, từ dự án Planck đã đưa ra phản bác. Sử dụng dữ liệu từ bản đồ CMB, Cosmic Microwave Background, bức xạ phông vi sóng vũ trụ, chi tiết nhất từng được tạo ra, nhóm Planck phân tích khoảng 1.000 cụm thiên hà nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Dark Flow. Kết quả này mâu thuẫn trực tiếp với phát hiện của Kaslinsky. Mặc dù vậy, Kaslinsky và cộng sự không từ bỏ. Họ tiếp tục nghiên cứu, sử dụng cả dữ liệu từ Planck và WMAP để tìm kiếm các bằng chứng khác cho Dark Flow. Tuy nhiên, các kết quả mới từ nghiên cứu này vẫn chưa được công bố rộng rãi và chưa thể làm sáng tỏ hoàn toàn vấn đề. Tranh cãi về Dark Flow xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là sự tồn tại của một khối lượng bí ẩn ngoài phạm vi quan sát. Để Dark Flow xảy ra, cần có một khối lượng cực kỳ lớn nằm ngoài rìa vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được. Khối lượng này phải đủ mạnh để tạo ra lực hấp dẫn kéo hàng ngàn thiên hà về một hướng nhất định. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với các mô hình vũ trụ học hiện tại, vốn giả định rằng vũ trụ phải đồng nhất, nhìn như nhau ở mọi nơi và đồng hưởng, không có hướng nào ưu tiên. Nếu thật sự tồn tại một khối lượng khổng lồ như vậy, toàn bộ cách chúng ta hiểu về cấu trúc vũ trụ sẽ phải thay đổi. Nguyên nhân thứ hai, khoa học đòi hỏi bằng chứng xác thực, không phải giả thuyết thuận tiện. Trong khoa học, không có chỗ cho các câu trả lời dễ dãi. Việc khẳng định rằng Dark Flow là có thật cần dựa trên những bằng chứng vững chắc, không phải chỉ dựa vào các quan sát ban đầu hoặc giả thuyết. Cho đến khi có những dữ liệu thuyết phục hơn, việc xem Dark Flow như một hiện tượng ảo ảnh, kết quả của sai sót trong phân tích dữ liệu
hoặc sự hiểu sai là cách tiếp cận hợp lý. Hiện tại, Dark Flow vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Nếu được xác nhận, nó có thể mở ra cánh cửa để khám phá những điều chưa biết về bản chất của vũ trụ. Nhưng nếu nó chỉ là một nhầm lẫn, tranh cãi này sẽ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc kiểm chứng cẩn thận trong khoa học, thay vì đưa ra kết luận vội vàng. Cho đến khi có các bằng chứng đáng tin cậy hơn, câu hỏi lớn vẫn còn đó. Liệu có một con quái vật khổng lồ ẩn giấu bên ngoài rìa vũ trụ, kéo các thiên hà về phía nó hay không? Đến nay, khoa học chưa thể đưa ra câu trả lời dứt khoát, nhưng đó không phải là một kết thúc. Thay vào đó, đó chính là động lực thúc đẩy con người tiếp tục tìm hiểu. Hành trình khám phá vũ trụ, từ những điều quen thuộc trong hệ mặt trời đến những bí ẩn xa xôi nhất, là một con đường không có điểm dừng. Đằng sau mỗi câu hỏi chưa được giải đáp là một cánh cửa dẫn tới những hiểu biết mới, những công nghệ đột phá và những chân trời mà chúng ta chưa từng tưởng tượng. Khoa học, với sự tò mò và khao khát tri thức, luôn đối mặt với những thách thức bằng lòng can đảm và sự bền bỉ. Khám phá vũ trụ không chỉ là việc nhìn lên bầu trời và mơ mộng. Đó còn là lời hứa về một tương lai nơi nhân loại có thể bước ra khỏi ngôi nhà trái đất, đặt chân lên các hành tinh xa xôi và khám phá những thế giới chưa từng được biết đến. Nhưng giống như khi những nhà thám hiểm đầu tiên vượt đại dương, mỗi bước tiến trong không gian đều mang theo cả niềm phấn khích và nguy cơ tiềm tàng. Ý tưởng về việc du hành đến các vì sao xa xôi không chỉ khơi gợi niềm cảm hứng, mà còn là bài kiểm tra sức mạnh trí tuệ và ý chí của loài người. Một ngày nào đó, khi công nghệ cho phép chúng ta thực sự vượt qua những giới hạn vật lý, các cuộc phiêu lưu trong không gian có thể tiết lộ những điều không ngờ về bản chất của sự sống, sự tồn tại và vũ trụ bao la. Tuy nhiên, hành trình khám phá này không chỉ nói về khoa học hay công nghệ. Đó còn là câu chuyện về tinh thần bất khuất của con người, về khát vọng hiểu biết và về lòng can đảm đối mặt với những điều chưa biết. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đã và đang là ngọn đèn dẫn lối cho những giấc mơ. Dù con đường đến các vì sao có đầy chông gai và thử thách, nhân loại sẽ không ngừng bước đi. Bởi mỗi khám phá không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về vũ trụ, mà còn hiểu hơn về chính mình, về ý nghĩa của việc tồn tại trong một vũ trụ rộng lớn và bí ẩn đến vậy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay. Hy vọng những khám phá này sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin thú vị và cái nhìn mới về những hiện tượng kỳ bí ngoài không gian. Đừng quên nhận like nếu bạn thấy video hữu ích và đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo. Hãy chia sẻ video này với bạn bè để cùng nhau khám phá vũ trụ. Tôi là Kitten, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.